Con chào bác trước đây con. Chào cô cháu. Xin chào. Cả nhà ơi, xin chào. Rồi hôm nay nắng quá nè cả nhà. Trời nắng đẹp luôn nè. Cái trước nhà mình có một cây tomato. Đây nè Bi. Cái này là cây cà chua đúng không Bi? Dạ. Trái quá trời trái luôn nè cả nhà. Có hai trái chín. Bữa hổm mình thấy có một trái chín rồi hái rồi ăn rồi đó. Trái quá trời luôn, đất chua chua quá trồng á. Tốt cực kỳ tốt luôn. Cả nhà ơi, giờ mình đang đi đi gửi hàng cho khách. Đi đâu đó? Đi đi đâu vậy? Đi cho khách. Đi cho khách, đi gửi hàng cho cô chú. Đi. Ôm. Nè đi con, đi con. Dạ. Đi đâu? Đi gửi hàng cho cô chú nè. Mình đi gửi cao su ngựa với lại tinh dầu bông đỏ cả nhà ơi. Gửi hàng cho khách, hàng này gửi đi Mỹ á. Cho nên là mình gửi đi ra bưu điện gửi. Bi ơi. Hôm qua cho Bi không coi cô chú được. Nè quay nè. Thấy rồi, nãy giờ thấy rồi. Chạy xuống xuống nữa là tới trường học. Ba hộp này đi Mỹ, hai hộp này mình gửi đi đất liền. Tại vì cao su ngựa này cả nhà là chỉ có ở đảo Jeju thôi, cái hàng độc quyền ở Jeju nè. Chỉ có ở dưới này thôi, mình mới gửi đi lên đất liền á. Ở bên đây thì gửi bưu điện á, mình cân ký xong rồi người ta phải đo cái thùng nữa cả nhà. Đo cái thùng coi cái nó lớn từng nào để người ta tính tiền á, chứ không phải cân ký không mà là tính thùng nữa. Chín mươi bốn ngàn năm trăm mà giảm giá rồi đó cả nhà. Không giảm giá là 1 triệu, ý 2 triệu tiền gửi, trời ơi. Tiền phí ship cao lắm, đi qua Mỹ phí ship cao, có 3, nãy có 3 ký. Có 3 ký thôi đó, mà phí ship 2 triệu nè. Mà giảm giá rồi đó. Phí ship này chắc là 1 triệu 950 ngàn. Nếu không giảm giá là 2 triệu. Sukasea. Đem cặp cho mẹ con, cặp kìa, cặp của mẹ kìa. Đó, gửi xong rồi đó cả nhà, tại vì mình đăng ký trong điện thoại đó. Rồi cái làm nhanh, mình không cần phải ghi ở đây. Barbie đi mua hột lụ cái gì trân châu nè, trà trân châu nè cả nhà. Chọn vô ly bự luôn. Mẹ ơi, cái này của con phải không mẹ? Ừ, của con đó. Mẹ cho bé mẹ. Ừ. Đâu? Ba mua cho con cái bự luôn nè. Tình... À, học xong rồi, uống xong rồi đi. Đi đâu? Đi trường học piano. Ừ. Dưới đi trường học nói tiếng Anh. Ừ, vì bữa nay học hai chỗ luôn cả nhà. Học piano xong học tiếng Anh. Nhưng mà tao nên bị uống mất của mình chứ. Trời sao kỳ vậy? Quê cái đấy? Bố là bà sĩ cho tao nói nhìn thế. Sẽ luôn. Sao cho dễ sạch trời? Bố có mấy cái chỗ chỗ. Bắt đầu ở đây có lý. Cái cơ thể bắt đầu. Tại thấy chắc nhìn thấy ghét quá chỗ ít. Tại vì cái sĩ đó là bà. Đó sĩ rồi á? Nó bám xong nhé. Ông ấy đi học nghe con. Bye bye mẹ. Ừ, bye bye. Học. Thưa mẹ con đi học piano. Ừ. Con đi đi nghe cô trường xe. Dạ, bye bye. Ừ. Đi học piano cả nhà ơi. Xin chào các cháu, hôm nay là ăn gà chi. Bi muốn ăn quá. Hôm nay là bi thèm. Bi thèm hả?
Cả nhà ơi, hôm nay là ăn ngày ăn gà ở Hàn Quốc. Mình tiếp tục ăn gà. Chị nói cô. Từ từ. Đi học mới về đó cả nhà. Một, hai con gà chiên này. Hai gà chiên. Ừ. Cái này là sốt với lại củ cải trắng này. Để vào đây nè, để mẹ khui gà chiên ăn nha. Thèm quá. Thèm không? Dạ. Nè, hai con. Hai con nè cả nhà. Cái này với này hai cái. Hai cái phải không? Dạ. Ôi. Để bây giờ mẹ đem ra nha. Bị thèm trăng trăng ở trong phải. Nè, làm với mẹ đi. Kéo con cầm hai cái, mày cầm hai cái bỏ vô vô đây nè, nha. Cầm cầm cái này nè. Nè. Nắm cái này với cái này. Ừ. Ừ. Nắm mạnh nha. 1 2 3. Bỏ vô, bỏ đây. Ô, cực kỳ giỏi quá. Ừ, đó. Ừ. Ừ, rồi cái này. Cái này không có rồi. Cái lông, cái lông. Trời ơi. Cái này không có giấy rồi. Cái này ghim vậy. Đi tiếp. Đi tiếp phải không? Được rồi. Cái này để mẹ làm cho. Ê. Cái này là Barbie gọi hai loại nè cả nhà. Một loại gà chiên bình thường này, với lại một loại này là loại sốt cây. Nè con. Con chú. Ăn đi con. Mời cô chú ăn đi con chục lắm. Ăn cùng cùng con này nha cô chú. Cả nhà ăn xong rồi. Bi nó chọt lét. Nè con. Mời ba mẹ ăn cùng nè. Mẹ ba ăn cùng với Bi đi. Ừ. Bị thèm chịu không nổi. Hai con mình cả nhà ơi. Hôm nay là ngày nóng thứ hai trong năm mình ăn gà. Bữa hổm thì ăn gà hầm sâm rồi. Thì hôm nay sẽ ăn gà chiên. Lần sau ăn gà gì nữa đây? Hả Bi? Còn một lần nữa, còn một lần cuối ăn gà nữa cả nhà. Bữa nay mà mua gà trễ trễ thì không còn gà đâu á. Tại nhà ăn gà người ta đổ xô đi mua gà. Ngon. Thông thường á là người ta ăn gà hầm sâm, cháo gà. Nhưng mà thường thường em bé ở Hàn Quốc á lại thích ăn gà chiên á cả nhà, cho nên là những cái quán gà chiên như vậy á nó cũng rất là đắt luôn. Barbie gọi là còn hai suất cuối cùng, hên ghê luôn á. Tại cái chỗ này là chỗ mình ăn thường, nó ngon hơn những cái chỗ khác. Chà gà u đi u nhỏ nhá. Mang cho má này cho nó. Thấy mình hên không Bi? Còn hai phần này là hết luôn á, là bán xong rồi đó. Chứ thường thường gà chiên là bán tới tối mới hết. Ở Hàn có 3 ngày ăn gà là chô bốc, chung bốc với lại là man bốc. Là có nghĩa là chô bốc là sơ phục, chung bốc là chung phục, còn là man bốc là mạc phục. Là 3 ngày nóng nhất trong năm á cả nhà, là khoảng giữa tháng 6 hoặc là tháng 7 âm lịch. Mà cách 10 ngày là ăn, cách 10 ngày là ăn. Là giống như là cái ngày á nắng nóng nhất trong năm là ăn gà. Người ta nói á, cái ngày mà nóng quá nó sẽ tót mồ hôi, nó sẽ đổ mồ hôi. Mồ hôi đổ á thì ở trong người nó sẽ lạnh. Rồi người ta lấy nóng chị nóng, lấy độc chị độc cả nhà. Ăn cái món mà nóng để cho nó giải độc, giải nhiệt.
ngộ văn hóa, cái đó là văn hóa luôn á. Ừ, ngon. Ấy là ma hả? Dạ. Ừ. Có những ngày nóng bên Hàn Quốc á, người ta là ăn cháo đậu đỏ hả? Ngày mai là ăn cái gì? Ngày mai hả? Dạ. Con muốn ăn cái gì? Ăn gà chiên. Bậy. Muốn ăn gà chiên rồi mai ăn gà chiên nữa. Mai ăn món khác đi. Một ngày của mình á, nó quay quần vậy đó nha. Sáng cái dậy chuẩn bị cho Bi đi học, rồi bây giờ không học thì ở nhà ngủ nướng xíu, chứ mình cũng được ngủ nướng luôn. Quay quay tới xế xế làm, đi giao hàng, làm video, rồi á đưa đón Bi đi học. Tối về cái cơm nước bỏ cái gì à, cái này hả? Ừ. Nói không có nói chỏng chỏng đi, bỏ đây đi mẹ. À, cái chúng mình chỗ bên đầu chứ. Ừ. Dạ là trắng nè. Bởi mình thấy hai cái dĩa nó cũng 12 cái cánh với cái đùi giống nhau, mà mình thấy cái này nó ít hơn, mình nói ủa sao cái nhiều, tại vì cái phần mua nó giống nhau. Chắc là do gà cục bự cục nhỏ. Ba Bi chọn đùi với cánh thôi, không có chọn cái phần ngực. Tại nhà không ai thích ăn ức nha. Ta đi màu sắc. Ừ. Giỏi quá nè. Cái này á là Ba Bi mua phần ức với phần ý phần đùi với phần cánh thôi á cả nhà. Phần ức không có mua. Ức nó không có ngon. Gà chiên á, cái ức nó thịt dữ lắm luôn, giống như gà tập tạ vậy đó. Thịt nó dăm dăm, nó bợp bợp á, không ngon. Nãy thầy giáo của Bi gọi á, nói là Bi á học tiếng Anh đó cả nhà. Bi là cái lứa tuổi mà học mẫu giáo, học tiếng Anh một tuần học 3 ngày à, không có học nhiều. Nhưng mà nãy thầy giáo nói đó, tiếng Anh Bi á là phát triển tốt, học tốt, có thể học lên cùng với các anh chị lớp lớn hơn. Nhưng mà do cái thời gian không có phù hợp, học vậy thì cái giờ thời gian nó không có nhiều đó cả nhà, nó không có phù hợp với thời gian mà bây giờ, cho nên là không có cho Bi đi học. Thầy giáo nói Bi học tốt mẹ mừng á nha. Dạ. Ráng cố gắng học nha. Ừ. Giống như kiểu quá Bi á, biết tiếng Việt Nam rồi đó cả nhà, cái học tiếng nó khác, nó dễ nhanh biết. Gành tiếng Anh xong rồi học tiếng nước khác lại dễ hơn. Càng học nhiều tiếng nước ngoài càng dễ học. Chân ải, chân ai? Chân Pi, chân Pi. Chân Pa, chân Pa. Chân Pi, chân Pi. Chân con, chân con. 무슨 말이 하는데? Không biết, cũng nhoi nhoi bơi vô. Người ta biết tìm lặng. 모르면서 왜 말해요? 그냥 해봤어. Không biết bơi bơi vô bon chen. Cái chân là ta đi. Ta đi. Ừ, chấp cho lấy. Nè. Nè, chấp cho lấy. Ồ. ASMR.
hai cha con làm ASMR luôn nè. Nghe rộp 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 luôn á. Nè, chị làm bữa đó. Làm bữa đi. À. Để cho bà ăn trước đi con. À xí, bấm miếng lại. Trời, sắc sắc rồi. Mệt chết luôn. Mày bị nhiễm. Khoan rồi. Trời, gãi cái đi nữa. Bị nhiễm rồi cả nhà ơi. Chú ta. Hả đâu chết. Bà bay cô chú. Trời này ngắn lắm, tại vì tao muốn ăn nữa. Rồi, hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye. Ăn nữa đi.